Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà đẹp tại trục đường Dương Thị 10, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Một căn nhà nằm ngay đối diện với bệnh viện quận 12, với diện tích ngang 4m2, sâu 19m, thiết kế một trệt 2 lầu. Sẽ có khu vực sân xe máy, gara đậu ô tô, phòng bếp, phòng khách trên lửng. Chúng ta có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và có ban công cho nhà mình phơi đồ. Một căn nhà giá rẻ chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi nha quý vị. Thiết kế một trệt một lửng 2 lầu. Đường trước nhà thì rộng phải tầm 7m, đường nhựa cực kỳ đẹp luôn. Cách sát với trục đường chính của Nanh Thủ cách khoảng tầm 15-20m thôi. Một con đường rất đẹp nha quý vị. Đường xe hơi. Nhà mình sẽ có một lớp cổng sắt phía bên ngoài. Mặt tiền thì làm theo kiểu nhà phố cổ điển. Ban công vuông, bên trên thì ban công vòng tròn. Ngang 4m2 sâu tới 19m, hướng nhà là hướng Tây Bắc và giá tiền chỉ có 5 tỷ 900 triệu thôi. Khoảng sân 2m rưỡi này. Bên trong thì có cửa sắt cực kỳ chắc chắn luôn. Và phía trong đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch 80 và ở đây thoải mái đậu xe hơi 7 chỗ nha. Tường được sơn nước, trần bố trí thạch cao, đèn chùm. Có rèm cửa đầy đủ hết nha anh chị. Căn nhà có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, giá tiền thì cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có giao bán là 5 tỷ 9 thôi. Nhà rất là dài nha quý vị. Phía bên trong là chúng ta cầu thang sẽ được làm tay vịn và trụ là gỗ cam xe, ốp đá hoa cương này, kính cường lực và dán giấy dán tường. Phòng bếp thì sẽ được tặng lại bộ sofa và tủ bếp là tủ gỗ cam xe hết luôn. Nhà rất là dài nha quý vị, rất dài luôn, diện tích thì cực kỳ lớn. Giá chỉ có 5 tỷ 9 thôi, hẻm xe hơi trước nhà. Phía sau này chúng ta có nhà vệ sinh và giếng trời. Trời rất rộng, tới 4m2 làm thấu lên sân thượng. Có toilet riêng, từng phòng. Giá bán chỉ có 5 tỷ 9, sở hữu ngay một căn nhà rất là dài nha quý vị. Và anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Chỉ có giao bán là 5 tỷ 900 triệu thôi. Diện tích rất là dài nha. Và chúng ta cùng em di chuyển lên bên trên. Cầu thang thì sẽ được ốp đá hoa cương. Và tầng lửng thì nhà này sẽ được làm một bộ cửa kính cường lực ở đây. Chúng ta được làm đèn chùm trần thạch cao, gạch thì ốp sàn gạch 80. Phòng lửng rất dài nha anh chị. Có cửa sổ ra giếng trời. Một căn nhà giá rẻ 5 tỷ 9, diện tích rất dài tại trục đường Dương Thị 10, nằm đây đối diện với bệnh viện quận 12 nha anh chị. Anh chị cô chú nào quan tâm thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực 4 phòng ngủ trên lầu 1, lầu 2. 4 phòng ngủ thì được trang trí giống nhau hết luôn. Mỗi phòng một toilet riêng hết nha. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Bốn phòng ngủ đều giống nhau cả nha anh chị. Đây. Phòng ngủ rộng, có ban công bên ngoài. Sơn trắng hết. Và toilet riêng từng phòng. Cũng như là có cửa sổ ra phía dưới trời này. Làm trần thạch cao, phòng thì cực kỳ rộng. Di chuyển lên trên thì chúng ta có thêm 2 phòng giống bên dưới nha anh chị. Anh chị cô chú nào đang xem video thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới bên em. Cửa gỗ cam xe này. Phòng thì cực kỳ rộng. Nhà thì không có sân thượng, chúng ta có ban công để cho nhà mình phơi đồ. Máy giặt thì chúng ta để trong toilet nha anh chị. Bốn phòng ngủ, 5 toilet. Rất đẹp và rẻ nha. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.